Hello, xin chào mọi người nha. Chị ơi, chị vào ngồi ghế đi, em hướng dẫn chị sử dụng ghế. Anh ạ. Cái này dễ dùng lắm, nó bằng tiếng Việt hết chị ạ. Chị vào ngồi thử đi. Đây, anh cầm giúp em. Hello, xin chào mọi người. Combo máy chạy và ghế massage. Hello. Xin chào Thạch Nguyễn. Xin chào Phương Anh đang xem. Hello Thạch Nguyễn. Combo xịn sò, quá xịn sò luôn. Nhà khách bây giờ đang hơi bị nồm nên là đang thiết kế cái tấm để lót chiếc ghế cho nó đỡ bị nồm ẩm. Hello 5 người đang xem nha. Hello Nguyễn Đình Vũ. Có gì đây chị, vấn đề gì không? Dạ anh quay giúp em để tí. Hello 6 nhà, hello 6 người đang xem nha.
Ô, nhà khách đây, ốp nguyên gỗ không thôi. Đấy, nội thất nhà khách đây. Toàn gỗ. Đấy, tất cả là gỗ. Đấy, vừa thiết kế một cái tấm lót. Nhà khách hơi bị nồm đây, nói chung là vẫn đang rất là ướt. Nên là phải kê lên này cho đỡ ảnh hưởng đến ghế. Ok, thoa kim đặng, đặng kim thoa chứ. Quá đẹp luôn. FC689. Lót một tấm như kiểu một tấm ni lông ở dưới rồi. Tấm sao lại lót một tấm xốp lên. Đấy. Khách hàng rất là cẩn thận. Tính khách hàng rất là cẩn thận nên sợ là nó cũng nhà nó hay bị nồm nên là phải lót như thế.